Và được biết rằng Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đề nghị Indonesia phải thả 12 ngư dân Việt Nam. Đây là tin tức đến từ Việt Nam. Tờ báo Việt Nam Net vào ngày 30 tháng 4 năm 2019 loan tin, bà Lê Thị Thu Hằng là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho biết, vào ngày 27 tháng 4, tàu cá của Việt Nam mang số hiệu BD97916TS cùng với 12 ngư dân đang hoạt động tại vùng biển của Việt Nam ở khu vực Việt Nam và Indonesia đang thực hiện phân định vùng đặc quyền kinh tế tọa độ 06026 north và 106047 east cách đường phân định thêm lục địa năm 2003 5.5 hải lý về phía bắc thì đã bị tàu số hiệu là 381 của Indonesia bắt giữ lại kéo với tốc độ cao khiến cho tàu cá của Việt Nam bị chìm. Lúc này thì tàu kiểm như Việt Nam đang thực thi pháp luật tại khu vực trên đã phát hiện và cứu được hai người dân ở trên biển. 12 người dân còn lại đã bị tàu của phía Indonesia bắt giữ đưa về vùng biển của nước này. Trước sự việc này, thì Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã có công hàm gửi Tòa đại sứ của Indonesia tại Việt Nam đề nghị thả các ngư dân của Việt Nam đang bị bắt giữ và đền bù thỏa đáng cho tàu cá và ngư dân Việt Nam.